Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon. Ở tập trước á, thì mình khá là may mắn khi mà bắt được thêm một em Pokemon huyền thoại mới, đó chính là em Yveltal. Em này là một Pokemon hệ bóng tối cũng như là hệ bay các bạn ơi, có chỉ số tấn công tương đối cao, đó chính là 219 lần nha. Với sức mạnh của em này á, thì mình có đánh bại thêm một em Pokemon Charizard đã tiến hóa Mega trong thời gian giữa hai tập luôn cơ. Sau khi đánh bại Charizard đã tiến hóa Mega thì mình đã nhặt được một cái Charizard Dice, tức là viên đá tiến hóa Mega của em Charizard các bạn ơi. Và từ giờ thì mình đã có thể trang bị viên đá này cho em Charizard nhà mình để có thể tiến hóa Mega cho bằng bạn bằng bè nè. Rồi đầu tiên thì bật ra cái chế độ tiến hóa Mega và tiến hóa Mega. Đó, đèn phát sáng kìa. chuẩn bị nhá, và boom. Đó, đây chính là hình dạng của Charizard khi tiến hóa Mega X đó các bạn ơi. Ôi chết rồi, ôi mình lỡ thu vô mất tiêu rồi. Nhưng mà không sao, đây mình sẽ cho các bạn xem dạng Mega X nha. Đây chính là dạng Mega X nè. Nó không được to con cho lắm các bạn ơi. Mình thấy dạng Mega Y nó sẽ to con hơn. Nhưng mà không sao hết, miễn sao là có thể tiến hóa. Và khi tiến hóa như vậy á, thì nét đặc trưng đó chính là màu đen cũng như là ngọn lửa xanh á. Cũng khá là đẹp á. Rồi tạm thời thì mình sẽ cho Charizard bên ngoài với hình dạng Mega X này luôn nhá. Và khi farm những cái Pokemon mạnh như vậy á, thì thường thường sẽ rơi ra kẹo nè, và một số đồ linh ta linh tinh khác nữa. Và bây giờ mình có tổng cộng tới 9 viên kẹo lận, thoải mái cho mấy em Pokemon nhà mình ăn. Và bây giờ mình sẽ ra cái khu vườn African để thăm coi có chín chưa. Đây chín rồi, để mình sẽ hái thêm một vài loại African nữa nhá. Ở đây thì mình cần hái thêm loại màu trắng nè, màu đỏ cũng như là loại màu đen nữa. Nhưng mà hình như màu đen ở trong kho mình còn hay sao á, nên mình sẽ không hái nữa nha. Và công dụng của những cái loại African này để giúp mình làm thêm một loại bóng chứa Pokemon mới mà mình dự định á, là sẽ sử dụng để bắt những Pokemon huyền thoại cứng đầu không chịu vô bóng chứa Pokemon của mình á. Đó chính là cái... đâu mất tiêu rồi, đây nè, Tamerbon. Cái này kiểu như là mình dùng bóng chứa Pokemon càng nhiều á, thì tỷ lệ mình bắt được Pokemon sẽ càng cao á các bạn ơi. Rồi trước tiên thì mình cần phải nung cái Red African cũng như là cái White African vào trong này cái đã để cho nó chín. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục công việc chế tạo nhá. Và trong thời gian giai tập mình có làm trước những cái nắp chứa Pokemon á, giờ thì mình sẽ lấy hết và mang vào trong để chế tạo nhá. Nút bấm thì mình có nung sẵn mấy cái đá để làm nè. Rồi giờ thì đã có khai khá rồi, mình sẽ làm trước cho mình, đó chính là Ultra Ball. Được bao nhiêu? 41 quả. Chứ này thì cả tối mới mà bắt mấy em Pokemon cứng đầu luôn. Rồi Dust Ball thì cũng được 36 quả nè. Rồi Love Ball thì mình sẽ làm ít ít thôi, không cần quá nhiều đâu, tại vì tỷ lệ giới tính khác nó cũng không được cao ấy. Mình sẽ làm khoảng 10 trái đi. Đó, và số còn lại á thì mình sẽ để dành để làm cái Tamer Ball nhá. Tamer Ball Disc đâu rồi ta? Đây nè. Làm gì rồi xong mình cần phải ra ngoài cho nó đập nữa cơ, nên cũng mất thêm một mớ thời gian á. Đây, mình sẽ đổi ra làm 3. Rồi cho lần lượt vào trong những cái máy này. Trong lúc chờ đợi nó làm á, thì mình sẽ tranh thủ qua cái ngôi nhà của mình để cho những cái hóa tạch Pokemon mà mình chưa làm ra mấy em Pokemon á luôn nhá. Đâu rồi? Đây, mình có một cái hóa tạch chưa ấy nè. Tay không mới lấy là được. Úi, có cái hố Ultra kìa. Đâu vậy? Úi, kế bên mình luôn. Ôi, hay là bây giờ mình sẽ xuống thế giới Ultra ta? Lâu lâu nó mới xuất hiện á các bạn ơi. Giờ thì mình chưa có cái Tamer Ball, nhưng mà có Ultra Ball với Dust Ball thì mình nghĩ vẫn có thể ổn á. Hay là chúng ta sẽ sửa soạn lại rồi đi xuống thế giới Ultra ta? Được á, được á. Rồi đi thôi. Mình sẽ xuống dưới rồi mở PC sao cũng được. Để không thôi không qua được thì tiếc lắm. Úi, cái gì đây? Cái gì? Ở đây có cả ngôi làng hả? Ở đây có cái Beast Chat nè. Được một cái đĩa Ghost Memory. Ồ, ở đây còn cái nhà gì nữa nè. À, nhà chị y tá hả? Rồi chị y tá đâu rồi?
Oh no, chị y tá của mình. Ủa chẳng lẽ bên đây cũng là nhà chị y tá luôn? Để mình thử nhảy qua nhá. Ủa nhưng mà mình nghe mình nhảy hụt quá. Thôi để mình cưỡi Charizard qua cho chắc các bạn ơi. Chứ núp ba cua mà bài đặt nhảy nhảy một hồi gớt gớt là mệt. Về nhà luôn á. Ở trong đây là trong đây có hai cái chỗ chữa chữa thương cho Pokemon luôn nè. Ui thì ra đây là phiên bản nâng cấp của nhà chị y tá. Và đây có máy tính luôn nên mình sẽ mượn và lựa Pokemon cho mình nhá. Cái này mình sẽ cắt vô để tiếp tục mình train trong thời gian giữa hai tập. Rồi mình sẽ lấy ra em Staka này. Rồi cái đến là Bao để có những cú hút đầu cực mạnh. Rồi đến em Gigados đi. Và cuối cùng là em Tyranitar nhá. Rồi và coi phía đằng xa xa đang có một cái Master Chess các bạn ơi. Ui và còn có một cái NCT ở cạnh mình nữa. Đây nè, cái NCT kế bên luôn nè. Được, mình sẽ cưỡi thử em Yveltal qua bên kia và khám phá thử xem nhá. Đó, 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 mới còn Suker đang tấn công mình kìa, có cái thuyền không? À, phía xa xa này có cái thuyền luôn nè. Được nha. Mình sẽ áp sát lại cái thuyền coi. Đây, 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 cái thuyền đây rồi. Ôi sao mà nó cứ giật giật nha. Bay nó cứ giật giật. Rồi, đi xuống dưới. Ui, ui, ui. Chơi mà chơi bắn lén, chơi mà chơi bắn nè. Rồi đột nhập xuống đây để lấy cái rương thôi. Chết thì mình không có mang theo cây kiếm. Ê có thêm một cái play mới. Được được nhá. Ê ê áo, áo. Rồi bị tấn công mà quýnh mình nè. Dùng cúp bổ con Suker này luôn. Dám quýnh mình nè. Có thêm những cái play các bạn ơi. Xuống đây chủ yếu là mình tìm những cái play thôi ấy. Lấy hết đồ rồi lấy thêm cái cánh cứng nữa. Sướng 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 nha. Rồi và mình sẽ thử ghé qua mấy cái căn phòng kia coi coi có thêm đồ gì xịn khác không nha các bạn. Chứ xuống đây mà không lấy đồ trong mấy cái rừng á thì nó cũng tiếc lắm. Rồi qua đây nè. Coi coi chỗ nào có mình nghĩ cái phòng dẹp dẹp như vậy là ưa có rừng lắm luôn á. Thử nhá, thử nhá. Đột nhập xuống phía dưới giống như vậy nè. Đó. Ta-da! Hai cái rừng luôn. Và có đồ kim cương thôi. Có thêm một cái My Play nữa. Tính ra My Play nhiều lắm luôn á. Có thêm cái nón nè. Cái nón thì chắc mình sẽ đợi được. Đồ kim cương thì mình lượm thôi. Ui à, dám quýnh mình hả? Dám quýnh mình hả? Quýnh thì mình chạy. Có gì đâu mà căng. Rồi lên tiếp căn phòng bên bên đây coi, bên đây đây cũng có cái căn phòng bự. Phòng bự nè các bạn ơi. Được, đột nhập vô bên trong. Ui chết, phòng này không có rương. Không có rương là đi hướng khác liền. Để không thôi là bị tấn công dồn dập á. Phòng này có rương không ta? Nhảy qua mới biết được. Rồi, liệu rằng phòng này có rương không? Mình nhìn thấy bự lắm. Và có rương. Được, được nha. Ui, ui, tấn công từ hai hướng luôn à. Chưa mà chơi tấn công từ hai hướng. Tấn công từ hai hướng nè. Làm liều tăng hết cái chỗ này luôn và được thêm một cái ổn nữa. Ui, các bạn thấy chưa? Mấy con Suker này tấn công đau cực ấy. Để mình tận dụng mình bay lên trên luôn đi. Rồi sau đó qua mấy hướng khác nhá. Ở đây còn có kim cương luôn. Mình gặp cái đảo này, trên đảo có kim cương này các bạn ơi. Ui được nha, được nha. Và kiểm tra thử. Ô cái này đào được, đào được, đào được. Được hai viên. Hên hên hên. Và đằng này còn có một cái beat chest nữa nè. Ui được cái gì màu xanh đây. Để mình kiểm tra. Waterium Z. Ui vậy là mình có thể sử dụng tiệt kỹ Z cho mấy em Pokemon hệ nước á. Nhưng mà tạm thời thì mình hết rồi nên mình sẽ gắn tạm vô trong cái ô của em Yveltal nhá. Ủa nhưng mà phía trên mình đang có cái khu rừng hay cái gì á. Mình thấy trên đầu mình có cái gì đen đen thì phải. Nè mấy cái đen đen là cái gì ta? Chưa chưa để mình đi kiểm tra thử. Cái gì chưa biết thì chúng ta nên đi kiểm tra. Ok, bây giờ mình sẽ bay thẳng lên trên. Nè 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 nè. Đen thui luôn. Ồ, còn có cái NCT ngay đây nữa. Ui có cái khó gì nè. Thủy tinh. Và đây là em Pokemon Krabby. Đúng chất một bột. Ui ui, một Pokemon cua luôn á. À và đây là những cái cây à. À chắc là một cái biome trong cái thế giới Ultra các bạn ơi. Thử ghé qua con tàu ở trên cái NCT này xem coi có cái gì xịn không nha các bạn. Nãy giờ là này là con tàu thứ hai rồi đó, mà không biết có gì tốt bên trong không. Mong rằng là đừng có bị trùng mấy cái play thôi. Nè nó cứ bị trùng cái My Play á. Được cái xẻng kim cương có mending luôn nè. Khá là tốt đó. Một cái quần mending. Được.
Có mending thì mình sẽ lấy. Tại vì có mending á, khi mà mình farm Pokemon thì nó cũng sẽ tự sửa lại cho mình ấy các bạn ơi. Như vậy thì nó không có mấy cái play khác rồi. Nên mình sẽ đi xuống dưới và tiếp tục đi tìm những Pokemon khác nha. 6 and a half hours later. Ui, ở đây có Pokemon nhìn ghê vậy. Đây là boss các bạn ơi, boss cấp độ Ray. Thử xem mình có thể đánh bại được con boss ở dưới này không nhá. Level 83. À, hơn mình chỉ 10 cấp thôi. Được, đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Fire Play. Ui, một hit chưa đánh bại được. Ui, coi kìa. Các bạn thấy chưa, Yveltal. À nhầm, Yveltal. Yveltal của mình. Một hit một đánh gần bại luôn rồi kìa. Rồi xong, xác định người rồi. Và úp. Yay. Này thì boss nè. Và rơi ra một cái Light Orb, cũng như là một cái Binsurai dùng để tiến hóa Mega cho em Pokemon hồi nãy á. Được, được, được nha. Yveltal của mình cực kỳ khỏe. Ui, nhưng mà đi nãy giờ mới gặp đúng em boss á. Ở đây hôm nay có vẻ ít Pokemon ghê luôn ấy các bạn ơi. Mình muốn tìm mấy Pokemon với những cái play á, nhưng mà ít gặp á. Để mình sẽ thử đi thêm vài vòng nữa nha, coi coi có đủ may mắn để gặp thêm không nha. Mình gặp được một Pokemon lạ này các bạn ơi. Blayfalon, một Pokemon ở thế giới Ultra Beast. Được, được, được. Ơ nhưng mà không được, dùng em Yvelta này. Đánh một phát nhiều khi em này ngủm của tỏi ấy, không đùa đâu. Đổi em Pokemon khác đi, Gyarados nè, còn level rất là hấp luôn. Thử xem coi mình sẽ sử dụng kỹ năng nào yếu yếu đây ta. Kỹ năng Aqua Tail có gây được sát thương cho em này không? Ồ, gây được quá trời sát thương luôn kìa. Rồi, và khi thấp máu như vậy thì mình sẽ nhanh chóng sử dụng bóng chứa Pokemon nhá. Đầu tiên dùng Dustball trước đi, vì những khu vực tối thì mình thấy dùng Dustball khá là hiệu quả. À, quả đầu tiên thì đối em bắt được em. Mình thấm, ui. Ui sao kỳ vậy. Yay, cuối cùng cũng bắt được một em Pokemon đầu tiên trong ngày hôm nay rồi. Đó chính là em Rising cấp 35 thôi các bạn ơi. Tại vì sao có Pokemon mới là được rồi ấy. Nhưng mà mình chỉ hơi tiếc với em Pokemon ở thế giới Ultra Beast hồi nãy á. Ờ, mình định bắt nhưng mà ai già em Pokemon của mình lại kết lĩa luôn em ấy rồi. Ê, lại gặp rồi. Mình gặp em ấy nữa rồi các bạn ơi. Thử nha, lần này mình sẽ thử tấn công lại em ấy xem coi như thế nào. Mất đi thì khá là tiếc luôn á. Nốt thì mình sẽ vứt cái này đi, để qua bên kia bắt em Play Fallon nhá. Em này có cái đầu giống như cái quả trâu vậy á. Và đợi rồi, đợi rồi, đợi rồi. Hiểu lại một cái cho mấy em Pokemon mình hồi phục nè. Rồi sau đó khiêu chiến thôi. Dùng em nào yếu yếu đây ta. Em Staka Taka đi. Tại vì Staka Taka chủ yếu là thì ui ui. Chết 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 chết. Ai dù, ai dù, ai dù. Đổ nước ra, đổ nước ra cái. Xích nữa bị chết cháy rồi. Khiêu chiến nè. Ồ, mình cũng phun lửa em ấy rồi. Và em ấy còn có 1/3 cây máu thôi các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ thử sử dụng cái loại Dustball nhá. Ở không gian tối này dùng Dustball thì rất là có ưu thế luôn á. Nhưng mà mình vẫn không đủ may mắn để bắt được. Ủa nhưng mà lần này một cái là được luôn rồi. Xịn nha. Mình đã bắt được em Blayfalon. Được thiệt sự, mình sẽ thay thế cho Staka luôn. Và hồi máu chai máy liền nè. Rồi và phía dưới đang có một cái Skisor hả? Một Pokemon Cine. Thử xem coi đây là em Pokemon gì cái đã. Nhảy qua đây một cái nè. Thám thính tình hình, thám thính tình hình. Ui đây là một con boss các bạn ơi. Khiêu chiến với boss luôn. Này thì boss hả? Thử xem coi Blayfalon có sức công như thế nào nhá. Có hệ ma nè, hệ lửa, kỹ năng hệ tâm linh nữa. Đầu tiên thì mình sẽ thử sử dụng kỹ năng hệ lửa nha. Đây kỹ năng phun lửa nè. Ui nhưng mà bị em Pokemon này đánh gục rồi. Em này cấp 93 lần các bạn ơi, không có đùa được đâu. Và đánh bại rồi. Mấy em Pokemon cũng mình cũng đã lên cấp rồi đó các bạn ơi. Và em boss này sẽ rơi ra một cái Skizorai. Rồi một cái Range Upgrade gì nè, kẹo và sát luôn. Cá tốt, cá tốt. Ui 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 ui. Ui xếp nửa đồ rớt xuống đầu môi rồi kìa. Hên thiệt sự, hên thiệt sự. Rồi giờ mình sẽ vứt cái gì đây. Mình nhiều đồ trong người quá à. Chắc mình sẽ vứt bớt một ít cái đồ ăn ra để nhặt cái Ride này nè. Mắt kính thì mình sẽ trang bị vô đây.
Rồi, vậy là lấy được hết đồ luôn rồi. Và nhìn trên bản đồ thì phía trước mặt mình đang có một cái ngôi làng các bạn ơi. Để mình thử qua ngôi làng xem như thế nào nhá. Triệu hồi em Ivertor để bay đi. Rồi sau đó bay qua ngôi làng thôi. Ý, đợi anh cái. Rồi, và đây chính là ngôi làng ở thế giới Ultra Beast nè. Còn có một cái nhà thi đấu nữa. Ủa, có kim tự tháp luôn nè. Cái này tập trung nhiều cái công trình lại với nhau vậy. Được nha, được nha. Mình sẽ lưu ở đây một cái điểm. Cái nhà thi đấu và cái kim tự tháp đó từ từ mình sẽ khám phá sau nha. Giờ thì mình sẽ tranh thủ qua vùng sa mạc để coi coi có bắt được thêm em Pokemon nào mới không. Tại vì mình đang rất là muốn bắt thêm nhiều Pokemon mới á. Ở dưới này còn có một cái Beast Chest này các bạn ơi. Mình sẽ mở nốt luôn nha. Ui, nó ngay cái pháo đài địa ngục luôn chứ. Mở ra được một cái. Cái này là Leaf Memory à, đúng không? Không, cái này là Bug Memory các bạn ơi. Ký ức bỏ. Và mình sẽ bỏ cái gì đây ta? Giờ nhiều thứ mình cần quá à. Chắc mình phải về nhà một chuyến rồi các bạn ơi. Vì hiện tại kho đồ mình nó chật chội quá, mình không có thể nào lấy đồ thêm được ấy. Để khi dịp khác mình có mang theo cái rương Sugar thì mình sẽ đi xuống này tiếp nhá. Giờ thì về nhà thôi nào. Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Và sau khi trở về á thì mình đã mang kha khá những cái play về nè. BC play nè, rồi Earth play, Breath play thì có rồi, My play thì có quá trời luôn. Và có được thêm cái Flame play nè. Hết mấy play rồi, còn cái upgrade này dùng để làm gì ta? Tạm thời thì cứ cất vào đây trước nhá. Ok, để bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ trước khi làm công việc tiếp theo trong ngày hôm nay nha các bạn. Nãy giờ đi khám phá cũng khá là lâu rồi đó. Không biết mấy cái Pokemon Leaf của mình nó làm xong chưa nữa. Giờ mình sẽ ra đây và kiểm tra nhá. Đây rồi. Làm xong rồi các bạn ơi. Giờ tụi mình sẽ vào trong nhà và nhanh chóng chế tạo luôn thôi. Và hình như mình còn thiếu. À không, đủ chứ. Có đủ nút mà. Cho cái nút ở chính giữa nè. Và được 21 cái Summer Ball luôn. Chiến này thì thoải mái mà bắt Pokemon nhá. Cắt những thứ không cần thiết vào bên trong lại đi. Như cái này luôn nè. Và mình còn hình như là hai loại hóa thạch chưa có chuyển thành em Pokemon á. Để bây giờ mình sẽ tranh thủ mình chuyển mấy em ấy thành Pokemon luôn đi. Để xem cơ hình dạng của mấy em này là như thế nào nhá. Hóa thạch dưới này mình lấy lên trên rồi. Mình sẽ lấy cái này và cho vô trong. Đầu tiên là cái của em Sheldon nè. Thứ hai là của em Lilep nhá. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho mấy em Pokemon mình ăn kẹo. Vì hiện tại mình đang có một ít kẹo trong người á. Đây 11 viên kẹo nè. Và Pokemon nào cấp thấp ta? Mình nghĩ mình nên cho em rồng này đi. Em rồng này chưa tiến hóa nè. Em Granidos cũng chưa. Rồi em Amora cũng chưa luôn. Và cuối cùng là em Zilus. Thì mình thử xem coi khi nào sẽ tiến hóa thành dạng rồng ba đầu nhá. Đầu tiên thì mình sẽ cho em rồng này trước đi. Rồng này khá là đẹp nè. Thử nhá. Ăn kẹo đi. Chưa đủ level để tiến hóa. Lần này thì vẫn chưa. Vẫn chưa nữa. Ui, em này có vẻ khá là lâu tiến hóa các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ nhường kẹo cho em khác đi. Giờ thì tới em Granidos thì sao? Ăn kẹo nè. Ý, ăn 2 viên đã tiến hóa rồi. Như vậy thì Granidos sẽ tiến hóa ở hình như là level 30 các bạn ơi. Yay. Và khi tiến hóa đã thay đổi kích thước hẳn liền kìa. Trở thành một em Pokemon to hơn. Wow. Còn húc đầu mình nữa chứ. Ý. Đây là hình dạng em mới nè. Rambados. Trở thành Rambados rồi các bạn ơi. Và có thể cho mình cưỡi luôn rồi nè. Được nha. Rồi giờ tạm thời vô trong đi Rambados ơi. Khi đến thì mình sẽ cho thử Amora xem. Amora mình sẽ cho ăn một viên kẹo. Tiến hóa chưa? Ơ chưa hả? Tiếc vậy. 2 viên vẫn chưa luôn. 3 viên vẫn chưa tiến hóa nữa. 4 viên. Ôi, Amora chưa tiến hóa các bạn ơi. Tiếc ghê ha. Còn một viên cuối cùng thôi mình để cho em rồng ai đầu đi. Để không thôi tội nghiệp em ấy nữa. Chứ mình cho mấy em kia mà không cho em ấy ăn thì kỳ lắm luôn á. Rồi. Ui, nhưng mà viên cuối cùng thì em rồng ai đầu của mình đã tiến hóa rồi. Được thiệt sự các bạn ơi. Và em ấy đã trở thành rồng ba đầu rồi. Yay. Tên mang tên là Hierigon. Wow, được thiệt sự. Và hệ thì sao? Vẫn là hệ rồng và bóng tối. Nhưng mà có thể cho mình cưỡi và bay lên luôn nha.
hơi bị xịn đó. Vậy là với vài viên kẹo thôi thì chúng ta đã có thể tiến hóa được hai em Pokemon rồi, một em rồng ba đầu nè, cũng như là một em Rampardos. Nhưng mà rất đáng tiếc khi mà em Aerodacty chưa tiến hóa nè, cũng như là em Amora cũng vậy á. Để sắp tới mình sẽ luyện thêm level và kiếm thêm kẹo cho mấy em ấy ăn nhá. Và giờ thì hai em Pokemon của mình đang được hình thành rồi kìa. Một em này, ủa em này nhìn giống cái hoa vậy. Ờ ha, em này giống cái hoa đang xòe ra ở xung quanh nè. Còn hôm này thì nhìn rất là giống tê giác luôn. Nhưng mà tê giác này chưa có mọc sừng. Và được 80 mấy phần trăm rồi. Và để bây giờ mình sẽ ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy á thì mình sẽ lên trển và tiếp tục chờ đợi cho mấy em Pokemon này lớn lên nhá. Và hiện tại thì quá trình này đang lần lượt là 99 và 100% rồi. Giờ thì mình sẽ tranh thủ cho hai bóng chứa Pokemon thường vào trong, để lấy hai em Pokemon này về máy tính nhá. Xuống dưới kiểm tra máy tính thôi nào. Ở đây quá trời Biriu đang gần cái ngôi làng mình luôn á. Máy tính đây. Và đây chính là em Shieldon. Và cái đến là em Lilep này. Để mình sẽ thử triệu hồi coi kích thước của em này ở bên ngoài sẽ như thế nào nhá. Shieldon thì sao? Ui, Shieldon nhỏ xíu hả? Và sẽ là hệ đá kèm theo hệ thép nhá. Em Shieldon là một Pokemon hệ thép các bạn ơi. Cái đến là Lilep nè. Lilep thì mình thấy giống cây hoa mà không biết. Ừ đúng rồi, hệ lá nè, hệ lá với hệ đá các bạn ơi. Ừ, được thiệt sự á. Và kích thước thì em Lilep có vẻ to hơn Shieldon một tí. Để mình sẽ cố gắng luyện level của hai em này trong thời gian với hai tập sau nhá. Còn giờ thì mình sẽ ra vùng sa mạc hoặc là một cái vùng nào đó xa xa nhà một xíu để mình có thể tìm được những Pokemon hùng mạnh hơn và bắt trong ngày hôm nay nha các bạn. Ở đây á thì mình có một cái Raranium Z để mình sẽ trang bị cho cái em rồng ba đầu của mình nhá. Rồi sau đó đi chiến đấu luôn thôi các bạn ơi. Với cái thì kỹ Z này thì mình nghĩ em ấy sẽ rất là mạnh đây. Rồi đầu tiên thì mình sẽ trở lại cái hội quán ngâm đá này nè. Ở đây thì nó gần vùng sa mạc nhất á. Để mình sẽ đi xung quanh đây một xíu coi coi có em Pokemon nào xuất hiện không, rồi mình sẽ thử bắt nhá. Wow, lần này xuất hiện một em Raiden Pokemon Legendary luôn. Nhưng mà đây lại là boss rồi. Tuyết ghê không? Boss thì mình không có thể nào bắt được các bạn ơi. Thôi kệ đi, không bắt được thì mình farm thôi chứ có gì đâu. Đầu tiên thì mình sẽ triệu hồi em nào trước ta? Chưa, nhưng mà trước tiên mình cần phải chữa thương cho em Stakataka của mình trước cái đã. Cho thử em gồng ba đầu luôn nhá, ra chặn em ơi. Em này cấp 93 đấy, không đùa đâu. Gác mình tới 20 cấp ở level cao nhất của Pokemon mình lận. Đầu tiên thì tuyệt kỹ Z nè. Thử dùng thì kỹ xét coi. Và nó gây được một mớ sát thương cho em Pokemon cấp 93 luôn. Không biết em ấy có phản đao không ta. Mình nghĩ chắc cũng sẽ phản đao mấy, chứ không đùa đâu. Em này, ủa nhưng sao hiện vậy, bị giật lại điện luôn rồi kìa. Em này có vẻ khá là hiền các bạn ơi. Ừ, hiền thì mình bất nẹt thôi. tranh thủ lúc mà chưa đánh mình á thì mình sẽ cố gắng nha, đánh em ấy thật nhiều nhá, mong rằng có thể đánh bại được em này thì càng tốt á. Em này là Raiden, họ biết có kỹ năng hồi máu không đây, nhưng mà kích thước em ấy là mình hơi ngán ngán một xíu tại vì hơi bị bự luôn á. Ủa nhưng mà em này thật sự là không có phản đam với em rồng ba đầu mình hả? Ôi chết rồi, gặp hôm nay gặp Pokemon hiền rồi. Nhìn cái kích thước thì có vẻ hơi đáng sợ, nhưng mà thật ra em này khá là hiền các bạn ơi. Không có đánh là em gồng ba đầu của mình luôn nè. Để bây giờ mình sẽ kết liễu luôn em ấy nha. Rồi bà chuẩn bị một hit cuối cùng. Chắc tại một phần là bị giật điện hay sao ấy nên không có chống cự luôn. Ui còn một tẹo nữa hả? Một tí tẹo nữa thôi. Và kết liễu nè. Raiden bại trận liền. Và khi đánh bại Raiden á thì mình sẽ được khai khá kinh nghiệm, với lại được một cái Lunadium set nè, Lamb Orb, rồi Hot Rock và khai khá những cái Ruby. Mình sẽ nhặt hết nhá. Đây, và ở bên đây mình lại may mắn khi gặp được em Victini nè, cấp 70 thôi. Hôm nay mình sẽ cố gắng bắt lại em này nhé. Ở tập trước á mình không có bắt được các bạn ơi, nên tập này mình sẽ cố gắng bắt lại em này. Và mình sẽ sử dụng kỹ năng yếu trước để thăm dò cái sức mạnh á. Ui và trời đang tối dần kìa các bạn ơi. Được á, được á. Mình sẽ câu giờ đi, đợi trời tối thì mình sẽ dùng Dust Ball nha. Chiến số Ultra Ball của mình bây giờ mình cũng đang gần hết rồi kìa.
May mà em ấy đang bị tê á, nên không có phản đam được. Cũng khá là dễ cho em Hiragan của mình. Và tiếp tục một cái Ultra Ball nữa. Ui, ôi như tuy bị tê liệt nhưng mà vẫn có thể phản đam kìa. Để bây giờ mình sẽ sử dụng cái Dust Ball nhá. Đây, Dust Ball của mình đây. Liệu rằng Dust Ball có thể bắt được em ấy? Cố lên, Dust Ball. Ý, một xíu nữa thôi. À, tiếc ghê á. Không được, phải thử lại thêm một lần nữa nè. Oh no. Không chịu nổi rồi các bạn ơi, tiếp tục đưa Takataka ra chịu trận thôi. Và sử dụng Dust Ball thêm một lần nữa. Trời đang tối hẳn rồi. Dust Ball phát huy sức mạnh đi. Yes. Cuối cùng thì mình cũng đã chinh phục được Vittini rồi các bạn ơi. Và Vittini đang nằm ở ô này nè. Wow, được kiên sự. Giờ mình sẽ tranh thủ hồi máu cho em ấy luôn. Poké Hill nè. Được nha. Và trời thì cũng đang tối á. Để bây giờ mình sẽ chỉnh lại một xíu để cho các bạn dễ dàng quan sát hơn nha. Sau khi thuần phục được Vittini thì mình có gặp thêm một em boss ở đây nữa nè. Giờ thì mình sẽ cho Vittini ra chặn thử xem nha. Có tướng tá rất là nhỏ luôn nhưng mà không biết sức mạnh của em ấy như thế nào. Ở đây thì em ấy có 3 skill hệ lửa các bạn ơi và 1 skill hệ tâm linh. Và chắc mình sẽ sử dụng skill đầu tiên đi. Mình nghĩ đây là skill mạnh nhất của em ấy. Ủa nhưng mà như em này là quá sức. Quá sức với Vittini rồi. Tại vì đây là một con boss cấp 94 lần á, nên khá là mạnh các bạn ơi. Không sao, Iverto sẽ giúp Vittini trả thù và tấn công nè. Đó. Iverto tấn công bất nào là chất lượng bất đó nha. Đừng có đùa. Charizard tiếng hóa mega phun lửa một phát chết luôn. Và nhặt thêm kẹo nè. Và thêm một cái Earth Play. Cũng khá tốt á. Để mình lảo đảo xung quanh đây coi còn gặp em Pokemon nào Legendary xuất hiện không nhá. Rồi mình sẽ thử bắt luôn nha các bạn. Hôm qua mình bỏ lỡ quá nhiều rồi, hôm nay phải gán gỡ là mới được á. Đi một lúc á thì mình vô tình phát hiện được một cái hội quán lava các bạn ơi. Hội quán này nhìn có vẻ ha, hơi bị khó đây. Nên chắc bây giờ mình sẽ lưu trước ở đây một cái điểm nhá. Hội quán lava nè, tại vì mình thấy ở xung quanh quá trời lava luôn á, nên mình gọi vậy cho nó dễ nhớ. Để mình đi theo xung quanh đây một đoạn coi có gặp em Pokemon nào đặc trưng. Ý, ở đây có em Gapai, cấp 25 thôi. Mình hình như mình có viên đá tiến hóa của em này nè. Được á, 25 hả ta? Mình sẽ kiếm thêm Pokemon nào yếu, mình sẽ bắt em ấy. 25 thì mình sẽ tìm một em Pokemon xứng tầm với em ấy luôn. 25 hả? Coi em nào yếu ta. Mình sợ Pokemon mạnh quá thì one shot được á. Tại vì giờ dàn Pokemon mình khỏe lắm rồi. Đây, Rillaboom cấp 25 nè. Gastly cũng 25 luôn. Mà Choke cũng mới cấp 38 thôi. Để mình thử nhá. Pokemon yếu đánh với Pokemon yếu thì sẽ như thế nào. Đầu tiên là Gastly nè. Kỹ năng hệ ma thử xem. Spy thì hình như không gây được sát thương. Không gây được sát thương thì thôi. Hai em Pokemon đánh qua đánh lại mà không em nào mất máu hết. Ý, lần này thì Gastly đang chiếm ưu thế nè. Được. Có vẻ Gastly khá là thích hợp để chiến đấu chung với gặp ai các bạn ơi. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn đang có lợi thế hơn á. Và thử sử dụng kỹ năng hệ tâm linh xem. Kỹ năng này sẽ gây được hiệu ứng gì nào. À, gây ngủ các bạn ơi. Gây hiệu ứng ngủ. cơ hội là đấy. Tiếp tục tấn công nè. Ôi, em Gaspy đã bị dính khá là nhiều sát thương rồi. Trời thì đang bình minh đúng không? Trong tổ lúc này mình vẫn có thể sử dụng được một cái Dust Ball nữa. Mong rằng một cái Dust Ball này có thể bắt được em ý. Rồi, và cuối cùng thì mình cũng đã bắt được em ấy rồi các bạn ơi. Và biết rằng này, có một em Groudon vừa xuất hiện luôn nè. Em này có phải là boss không? Ê, em nào không phải là boss các bạn ơi. Mình có thể bắt được em này á. Có khả năng bắt được nhưng mà mình cần phải lựa lại Pokemon cái đã chứ Pokemon hiện tại của mình thì chưa có đủ sức để bắt đâu. Cho em Rồng ra trận nè. Rồi cho em Vittini luôn. Tại vì mình vừa mới bắt được em Vittini ấy. Nên mình muốn test thử một vài trận chiến với em ấy.
Cái tiếp đến là Stakataka để có sức phòng thủ cao hơn. Rồi, đây là dàn Pokemon mà mình lựa chọn. Đầu tiên thì mình sẽ cho em... Mình chưa biết rõ em này. Em này cấp 70 hả ta? 70 đối với 70 luôn nè. Vitini ra trận đi. Liệu rằng Vitini có thể đánh bại được em Rowdon thì không? Ồ, một chiêu phun lửa cũng kéo được kha khá máu rồi. Và Rowdon hình như hệ đất thì phải. Mình mới thấy em ấy dùng một kỹ năng của hệ đất kìa. Tiếp tục là một kỹ năng hệ lửa xem. Cực kỳ mạnh luôn. Vitini hơi bị mạnh luôn á các bạn ơi. Quả không hổ uổng công mình bắt em ấy. Và giờ thì mình sẽ sử dụng Ultra Ball lên Rowdon nhá. Mình nghĩ em Rowdon này sẽ rất là khó bắt đây. Vì đây là một em Pokemon huyền thoại mà. Mà còn level 70 nữa chứ. Không được rồi. Vậy mình sẽ đưa Stakataka ra để có thể làm cái khiên và giúp mình có thời gian dùng cái Ultra Ball nhá. Đây, tiếp tục dùng Ultra Ball nè. Thử xem coi. Thử xem coi liệu Ultra Ball có thể bắt được em ấy. Vẫn chưa được. Ui. Oh my god. Em ấy hồi một phát đầy máu rồi kìa. Chơi kỳ cục kẹo vậy. Chơi mình chơi hồi máu. Trời ơi, đã yếu mà còn gặp Pokemon chơi hồi máu nữa. Bó tài luôn. Chịu rồi các bạn ơi. Rồi, Bobalan đã hút em ấy được 2 hit và kéo được 2/3 hóng máu. Giờ thì mình sẽ tiếp tục sử dụng một cái Ultra Ball nhá. Mình còn có 14 trái Ultra Ball nữa thôi. Nếu mà hết số này mà không được thì mình sẽ chuyển sang dùng cái thăm Mơ Ball thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà mình lo là mấy em Pokemon mình á không có đủ sức để chống chịu với sức tấn công á cực kỳ khủng của em Rowdon này thôi. Đây, tiếp tục là Ultra Ball nè. Oh my god. Được luôn nè. Ui, một ngày may mắn của mình khi mà mình bắt được hai em Pokemon Legendary rồi. Vitini và Rowdon. Hên thiệt sự các bạn ơi. Trong lúc này còn có thêm một em Rowdon xuất hiện nữa kìa. Để bây giờ mình sẽ hồi máu lại cho mấy em Pokemon của mình cái đã. Không đánh với bé rùa này đâu. Mình muốn đánh với Rowdon cơ. Đây, trận chiến giữa hai Rowdon nhá. Đầu tiên mình sẽ triệu hồi Rowdon ra bên ngoài để farm em này. 70, đánh như 70 nè. Hồi nãy kỹ năng nào hồi máu hả ta? Hồi nãy mình thấy em Rowdon của mình có một skill hồi máu rất là mạnh luôn á. Hồi một phát đầy ống luôn. Ui kìa, one shot luôn. Wow, Rowdon của mình hơi bị xịn nha các bạn. Hôm nay mình đã may mắn khi mà bắt được hai Pokemon cực kỳ mạnh, Vitini và Rowdon. One shot luôn là các bạn hiểu em ấy mạnh đến mức nào rồi. Em này thì mình sẽ sử dụng thử kỹ năng này coi. Hình như em này hệ đá thì phải nhờ. Đá hay lửa ta? Mình cũng không nhớ rõ như lần trước mình gặp một lần rồi. Mà mình quên em ấy hệ đá hay lửa. Để mình thử sử dụng kỹ năng hệ lửa tiếp thêm một lần coi. Tại vì thường thường nếu mà hệ đá thì mình sẽ dùng lửa không có gây được nhiều sát thương lắm đâu. Nó sẽ bị khắc hệ á. Em này hệ lửa và hệ đất các bạn ơi. Để mình sẽ sử dụng em Rowdon này đánh nhau với em Camworth này coi coi có được không nhá. Sử dụng kỹ năng hồi nãy nè. Liệu có one shot được? Ui, em Camworth này hơi bị mạnh nha. One shot em Rowdon mình luôn rồi. Không sao, dùng hệ bóng tối thử coi tấn công có được không. Nè, hệ bóng tối vẫn gây được sát thương cho em này nè. Hay nha, em này phun lửa hơi bị thốn luôn á. Và đánh thêm một cái nữa. Gần ngủm rồi. Mình vẫn có thể đánh bại được em này nè. Charizard ra trận đi. Mình sẽ sử dụng Inferno. Charizard đã kết thúc và mang về kha khá kinh nghiệm. Được thêm một cái Meonium Z. Mình nhặt được một cái Meonium Z này các bạn ơi. Cái này phải có mèo cơ mình mới dùng được. Và tiếp tục là Rowdon xuất hiện nè. Có vẻ hôm nay Rowdon xuất hiện khá là nhiều luôn ấy. Nãy giờ mình gặp được 3 em Rowdon rồi. Được nha, được nha. Sử dụng kỹ năng Fish Sure hồi nãy coi liệu có one shot. Kỹ năng của em Rowdon này có thể one shot được mấy em cùng hệ á các bạn ơi. Wow, em ấy rất là mạnh luôn á. Ok, để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa nha. Coi coi có may mắn gặp thêm được em Pokemon huyền thoại nào khác không. Nãy giờ mình gặp thêm mới được có một cái Pokechat nào để mở thêm coi có được. Ý, mới xuống đã bị kêu chiến rồi. Không muốn đánh nào đâu, đánh với em lại hy sinh đấy, đừng đùa. Mình được một cái Heal Ball.
Ồ, lần đầu mình mở ra được cái bóng chứa Pokemon nè. Ui, hôm nay có vẻ nhân phẩm mình đã được lên rồi các bạn ơi. Không có bị tuột giống như ở tập trước rồi. Tập trước nhân phẩm mình hơi kém ấy. Chắc hôm nay bị được bù lại á. Và cái heal ball này công dụng của nó là giúp hồi đầy máu cho mấy em Pokemon mà mình bắt hả? Để thử xem lần này có rơi ra bóng chứa Pokemon nữa không. Ui, tao ra berry nhìn giống trái ớt vậy. Đợi berry gì mà nhìn giống trái ớt ghê luôn á. Thôi không đánh nhau với em đâu. Và phía đằng này mình thấy có một con Pokemon Tornadus. Mình đã bị Pokemon này trêu rất là nhiều lần rồi. Hôm nay liệu rằng mình có thể bắt được em ấy. Thử xem. Ui hên. Rớt ngay cái hồ nước chứ không thôi mà đó là gãy chân như chơi rồi á. Bóng chứa Pokemon. Ây vô trời ơi. Các bạn coi thanh máu của mình kìa. Suýt nữa thì hẹo rồi. Hên thiệt sự luôn. Để bây giờ mình sẽ thử quăng thêm một lần nữa nha. Hy vọng lần này đừng có thất bại. Rồi, lần này thì được rồi. Tornadus hả? Tornadus. Thử xem Foul Play liệu có gây được sát thương. Một hit bộ em ấy. Gần ngủm rồi kìa. Lần này thì dùng. Ấy, à đây hơn mình còn Ultra Ball các bạn ơi. Mình còn tới 11 trái Ultra Ball lần á. Hết 11 trái này thì mình sẽ chuyển sang dùng cái Thunder Ball là vừa luôn. Vừa đủ cái công dụng của Thunder Ball á. Và tiếp tục. Ấy. Nhầm rồi. No. Ok. Hiện tại thì mình đang chữa trị vết thương cho mấy em Pokemon của mình á. Và mấy em này đã lành vết thương rồi nè. Hôm nay mình khá là may mắn luôn khi mà bắt được em Rawdon nè, level 70, cực kỳ mạnh luôn á. Kèm theo đó là em Victini cũng mạnh không kém luôn. Kích thước coi kìa. Cực kỳ khổng lồ luôn. Và trong thời gian sắp tới, mình sẽ làm thêm thiệt là nhiều những cái Ultra Ball giống như vậy nha. Và mở rộng thêm khu vườn đó mới được. Có vẻ khu vườn đó chưa đủ sức để mình làm bóng chứa Pokemon rồi. Wow, em Pokemon ngầu chưa kìa. Và mình cũng có hồi sinh thêm hai em Pokemon mới trong ngày hôm nay á. Đó chính là em Lilip nè, cũng như là em Sheldon rồi. Và tiến hóa được cho em Rambados luôn rồi á. Quá là may mắn trong một ngày luôn. Và mong rằng trong thời gian sắp tới mình có thể dễ dàng bắt được những Pokemon huyền thoại hơn nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.